chiều ngày 7 tháng 7, công ty xây lắp mỏ TKV tổ chức hội nghị sơ kết công tác đảng, công tác sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Ngay từ đầu năm 2023, Đảng ủy công ty đã chỉ đạo và đề ra nhiều giải pháp điều hành linh hoạt đạt hiệu quả. Vì vậy, kết thúc 6 tháng đầu năm, công ty đã đào mới 10.297,6 m, đạt 51,1% kế hoạch tập đoàn giao, mét lò xén 334 m, độ bê tông trong lò 2.384 m3, thu nhập bình quân 18.480.000 đồng một người một tháng, đạt 105,9% kế hoạch tập đoàn giao. Biểu dương kết quả đạt được của Đảng bộ công ty trong 6 tháng đầu năm 2023, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn Khuất Mạnh Thắng đề nghị Đảng ủy tích cực chỉ đạo cơ quan chuyên môn tiếp tục rà soát các quy chế quản lý, thực hành tiết kiệm, quan tâm lãnh đạo thực hiện hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy dân chủ trong cơ quan doanh nghiệp, tích cực vận động cán bộ, đảng viên và người lao động thực hiện tốt kế hoạch phát động thi đua, hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, tập trung tuyên truyền cho người lao động thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động, tăng cường kiểm tra giám sát việc phân phối tiền lương, tiền thưởng và các chế độ chính sách đối với công nhân viên chức lao động, tăng cường phát huy công tác sáng kiến, cải tiến hợp lý hóa sản xuất trong lập biện pháp và chỉ đạo thi công để tăng tốc độ đào lò, tăng năng suất lao động.